Chào các bạn, it's good to see you. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mooni Fabulous. Và ngày hôm nay Moon đang có mặt ở huyện Lắk, mà mọi người có thể gọi cái tên nguyên thuộc là ở đây là Tây Nguyên. Moon đang ở trước một cái nhà sàn của một ông anh trong team Cao Tàu Biết Trở của Moon á. Do là hôm nay á, Moon có một cái lịch quay một số phim ngắn mới cho team Cao Tàu Biết Trở, cho nên là Moon đã có mặt tại Tây Nguyên để mà quay cái series đó. Thì bây giờ ông anh của mình có mời mình ăn một cái bữa trưa kiểu như là đậm chất Tây Nguyên luôn. Thì bây giờ Moon sẽ các bạn vào đây mình tham quan thử. Ở đây thì nhà của ông anh mình cũng là dạng nhà sàn luôn, nhưng mà nhà của ổng kiểu rich kid ở đây mọi người, cho nên là nhà sàn hơi bị hiện đại hơn một chút. Thì là anh em của mình đang làm chuẩn bị đồ ăn, tí nữa thì Moon sẽ cho mọi người xem và review tất cả món ăn của ngày hôm nay cho mọi người biết được cái mùi vị nó như thế nào nha. Đợi Moon một chút nha. Rồi, nóng quá cả nhà yêu ơi. Bây giờ thì Moon đang cùng với lại mấy anh em là mình nướng một cái hôm nay mình có gì ta? Lòng bò, hôm nay mình có lòng bò nè, thịt ba chỉ heo và cà tím đó. Thì là Moon cũng ngồi nướng chung với mấy anh em vậy, một tí nữa là cả nhà cùng ăn rồi nướng luôn. Tại vì lên đây mọi thứ thịt đỏ rất là ngon luôn mọi người, cho nên là Moon không thể nào mà bỏ qua được, nhất là thịt ba chỉ heo á. Tí nữa Moon sẽ review cho mọi người xem cái sự khác nhau giữa ba chỉ heo bình thường của mình hay ăn với lại ba chỉ heo đồng bào nha. Còn bây giờ thì Moon phải nướng tiếp, nướng lại lẹ xong rồi vô review cho mọi người coi. Tí nữa Moon sẽ quay lại nha. Wow, hôm nay chị Moon đi ăn cơm. À thì Moon cũng nói với mọi người luôn á, là bình thường Moon hay quay mấy cái video hướng dẫn nấu những món ăn giảm cân về keto. Và cũng Moon cũng ăn keto trong suốt thời gian dài rồi, cho nên là hôm nay Moon quyết định là phá lệ một ngày. Bữa giờ lên Tây Nguyên quay á, toàn ăn kiểu mình không có ăn tinh bột á, mà nhìn mọi người ăn cũng thèm quá trời, cho nên là hôm nay quyết định là mình làm một cái chén cơm nhỏ như thế này để mà mình có thể thưởng thức được thịt cá ở đây. Ăn như vậy nó mới đúng bài ở trên Tây Nguyên đó mọi người. Nên là hôm nay Moon phá lệ một ngày thôi, chứ về Sài Gòn là Moon ăn bài bản lại. Nói chung là cũng sợ mặt lắm, nên mà chắc cũng không sao đâu, có một ngày chắc không sao đâu. Rồi thì hôm nay chúng ta sẽ có món cá rô phi chiên giòn. Đó, đây là cá mọi người câu ngoài hồ lên đó mọi người. Mình câu á chị. Em câu luôn á. Camera man câu, nói chung Moon không biết, tại Moon chỉ nghe mọi người câu thôi. Tiếp theo này, hồi nãy Moon có cho mọi người coi á, đây là lòng bò nướng này ha. Cà tím. Đó, tí nữa sẽ có thịt ba chỉ nữa. Rồi với lại canh. Canh nè. Hai loại canh luôn đi, đó là rau rồi xong. Bây giờ Moon sẽ review trước nha. Hồi nãy Moon có xin anh em là cho Moon quay trước để cho mọi người ăn tự nhiên á. Thì con này mình lấy sao anh ơi? Con này mình làm sao đây? Mình lấy muỗng hả? À rồi em biết rồi. Ok. Trời ơi, cái này mình ăn chung với này nè. Ok. Đây là cái nước mắm. Trời ơi, nhưng mà thấy ớt không mọi người? Mọi người biết á, Moon ăn ớt rất là dở đúng không, nhưng mà hôm nay phải ăn cá phải chấm với này nên là hy sinh luôn, ăn ớt mới ngon. Rồi bây giờ mình sẽ chấm với đây nha. Ngon quá chị ơi. Ten ten. Trời ơi. Nói bảnh nhét mà ăn cá nhai mà cái dây giòn á, tẻ dễ thợ đúng không mọi người. Ăn cơm cơm nha. Kiểu như cảm giác lâu lắm mà mình mới ăn cơm á mọi người, cho nên là trời ơi không biết sao nữa. Nói chung là theo Moon đánh giá là cơm lúc nào cũng ngon hết, tại mình là người Việt Nam á, người Việt Nam là chuyên cơm luôn, cho nên mình không thể nào mình tự bỏ cơm được. Nhưng mà Moon đã nói mọi người á, ví dụ như mà Moon giảm được một cái số cân nhất định á thì Moon sẽ ăn trở lại bình thường, nhưng mà còn bây giờ thì mọi người thấy vẫn còn hơi bé béo nên là Moon không ăn cơm thường xuyên được. Rồi tiếp theo là cái này lòng bò đúng không anh? Đúng rồi. Lòng bò đúng không? Bò nhà bò của nhà bên luôn á chị.
À vậy ha. Đây cho mọi người xem cái miếng lòng bò nhỏ quá ha. Cái này thì chấm với cái gì anh? Chấm với cái này hả? Chấm muối ớt á. À. Đây nè. Muối ớt siêu cay. Phải nói mọi người nha, cái này là cái nước chấm rất là ngon của anh em trong ekip của Moon làm á. Mà Moon cũng chưa có học được cái công thức này nữa, nhưng mà chấm lúc nào cũng ngon hết. Ở trong cái nước chấm này sẽ có là một ít lá tí tô nè, ngò gai, sả và ớt. Ăn ớt nhiều thì mình tăm ớt nhiều thôi. Rồi bây giờ Moon sẽ chấm cái phần lòng bò vào đây. Moon sẽ thử trước cái này nha, không ăn cơm nha. Lòng bò ở đây mới đúng là người mình ăn nó mình thấy khác rồi hay liền. Hồi trước Moon ăn vô Sài Gòn á, bị lừa mấy lần rồi, nó buồn á. Kể như mình thích ăn lòng bò mà mình bị ăn trúng lòng hay ngon, mình bực bội khó chịu lắm. Nhưng mà lòng đây ngon à. Mà nướng nữa nha, lòng mà đặc biệt nướng nó sẽ ngon hơn là lòng luộc hay lòng chiên. Rồi tiếp theo. Ủa cái này cái gì anh? Giống tủ sách á. Lá sách hả? Lá sách bò. Sách bò hả? Nói chung mình không biết gì hết, mình không biết cái này là gì luôn. Mà mấy anh kêu là cái gì? Sách bò. Sách bò là cái bộ phận nào trời? Không biết luôn, thôi kệ các anh thử. Ok, chấm tiếp theo vào đây. Cái này nó hơi chai. Chai quá. Cái lá sách nó phải dai như vậy mới ngon. Đây là âm Tây Nguyên mọi người. Anh Tây Nguyên đang cắt cái gì đó, đang cắt bột lòng con bò. Để tí nữa mua cho Moon review á trời. Anh Tây Nguyên á, về đây là anh Tây Nguyên chăm sóc tận tình luôn. Nói chung là bữa ăn nào anh Tây Nguyên cũng làm á. À chị, mọi người chị. Nhớ like và subscribe kênh anh Tây Nguyên nha. Cho anh em mình kéo cái bếp. Chị giới thiệu con em với chị. À còn bạn cameraman là chú bé Hoàng Đào. Mọi người dừng sợ tên Hoàng Đào là tự nhiên ra tên của chú bé cameraman của mình. Ok tiếp theo thì thôi ăn thêm miếng cà tím này nè. Cà tím nướng là ngon, cũng dắt luôn nha mọi người. Hôm nay hình như là quên cái phần đậu bắp ha. Có đậu bắp nướng nữa là nhức nách nhức nách. Rồi rồi. Ngon thiệt quá. Thêm miếng cơm. Còn cái gì nữa ta? Thịt bà rọi nè. Bà rọi nó đang cắt nè. À đây anh Tây Nguyên đang cắt thịt ba loại mua này mọi người. Anh Tây Nguyên đang chăm sóc. Thấy Moon review cho nên là thích khe đó mọi người. Anh Nguyên dễ thương lắm. Nướng mà như chiên luôn. Nướng mà như chiên luôn à. Nướng cái màu Tân tè, anh ăn thử. Xì tân tè, Trời ơi, cái nước chấm này mọi người. Là người ta có bỏ thêm chanh nữa nha. Mà muốn chấm nãy giờ mà chấm có một chút xíu thôi mà bây giờ vẫn cay tới bây giờ luôn á. Trời ơi cay quá. Mà ở đây người ta kêu là ớt quá. Nếu mà mọi người cảm thấy cay. Cái này anh Tây Nguyên chỉ cho Moon nha. Nếu mọi người cảm thấy cay thì mọi người kêu là ớt quá thì người ta sẽ hiểu là mình đang rất là cay. Mình nói cay người ta lấy cay người ta bút mình nhớ. Cho nên là khi mà mình cay mình nói là mình ớt quá. Rồi các mọi người coi nha. Không lấy miếng nào bự bự xíu này đây. Thịt ba chỉ heo hay còn gọi thịt ba rọi nè, vẫn là chấm tiếp với lại cái nước chấm thần thánh này nha. Mặc dù cay mà vẫn phải chấm, chấm là mới ngon mọi người. Biết không, lúc nào lên đây á, cái món thịt ba chỉ heo cũng là cái món mà mua lúc nào cũng phải ăn hết. Tại vì đó, thịt ba chỉ heo đồng bào á, nó thả rong ngoài đường nói chung thả rong ấy nên là heo nó vận động nhiều nên là thịt rất là săn chắc và cái mỡ của nó cũng săn luôn nên ăn rất là ngon. Còn ở trên mình á, ở thành phố thì kiểu như thịt heo người ta nuôi á, xong rồi người ta làm thịt á thì heo nó bị nhốt trong chuồng mà nên thịt nó sẽ không săn chắc và cái mỡ nó cũng vậy. Có vẻ là muốn thấy nha, ăn không có ngon bằng ở đây đâu. Nên là ngày nào á Moon cũng phải ăn cái thịt ba chỉ này hết á. Không ăn kiểu không nổi. Này cái thịt ba chỉ này nha. Đặc biệt khi mình ăn cái nước cơm còn ăn ác nữa mọi người. Phải dùng từ để miêu tả vậy luôn á. Rất là ngon. Cái đồng bào ngon quá để ăn thêm miếng nữa. Cái này nhịp mà nha.
chấm nha. Nấu miếng cơm mẹ này nhập đi mày. Bò thì xuất sắc. Cho mấy món này. Món này cũng ngon hết trơn á. Đã quá trời luôn thiệt đó. Sau những tháng ngày ăn kiêng mà tự nhiên bây giờ ăn được một cái bữa ăn thịnh soạn như thế này. Nói là quá ăn đơn giản nhưng mà Mua cảm thấy như vậy là quá đủ luôn rồi. Kiểu mình ăn những cái món ăn dân dã nhưng mà rất là ngon luôn, kiểu như cuộc sống của mình chỉ cần những cái điều đơn giản, những cái điều mình dễ như vậy thôi mình cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Ok thì Mua cũng xin phép dừng video tại đây nha. Thì Mua sẽ tiếp tục ăn chung với lại mấy anh em để cho kịp mà Mua còn chạy ra Mua quay tiếp mấy cái tập phim tiếp theo. Mọi người nhớ là hãy bấm like và subscribe cho kênh Mua Nghe Tây Mua Lịch nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Bye bye. Mọi người nhớ đăng ký bye. Kênh anh Tây Nguyên với lại kênh Hoàng Đào nữa nha mọi người ơi. Mọi người ơi, mọi người ơi. Kênh anh Tây Nguyên đó nha.